Đội tuyển Việt Nam vượt qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup, còn Indonesia bị loại trong cay đắng. Kịch bản đẹp như mơ trên hoàn toàn có thể xảy ra sau đây ít ngày khi lượt đấu cuối cùng khép lại. Tất nhiên thế chủ động vẫn đang nằm trong tay đại diện xứ vạn đảo, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có quyền mơ mộng về kỳ tích ngay đầu triều đại ở đất nước hình chữ S. Vậy Nguyễn Quang Hải và các đồng đội sẽ vượt mặt Indonesia trong trường hợp nào? Xác suất để các kịch bản đó xảy ra là cao hay thấp? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay, sau khi các bạn dành tặng cho ekip một like và một follow cho kênh nha. Theo đó, lượt trận thứ 5 tại vòng loại thứ 2 World Cup đã diễn ra với những kết quả cực kỳ có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Trên sân nhà Mỹ Đình, binh đoàn rồng vàng đã thắng kịch tính Philippines 3-2 để giúp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik có trận mở màn mỹ mãn trên khá nhiều khía cạnh. Ngoài việc tiền đạo Tiến Linh ghi bàn trở lại sau hơn một năm rưỡi tịt ngòi, tinh thần chiến đấu của Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội cũng là một điểm cộng lớn. Đã có thời điểm Việt Nam bị dẫn trước, lại có những thời khắc cuộc đấu ở rất gần kết quả hòa. Thế nhưng với hơn 100% sự quyết tâm, Phạm Tuấn Hải và các chiến hữu đã có trọn vẹn 3 điểm để mang đến niềm vui cho những cổ động viên nhiệt thành. Chẳng còn sự ủ rột hay căng thẳng dưới thời của huấn luyện viên Philippe Chuzier, Việt Nam của chúng ta đã sẵn sàng làm sống lại thời kỳ hoàng kim như giai đoạn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất nhiên vẫn còn một vài điều chưa được như ý ở màn trình diễn tối qua, nhưng cho bóng đá thì giành 3 điểm vẫn là nhiệm vụ tối thượng. Quan trọng hơn, chiến thắng đúng lúc trước Philippines giúp Việt Nam sống dậy cơ hội vượt qua vòng bảng sau những trận thua liên tiếp. Nguyên nhân là bởi ở cuộc đấu trước đó vài tiếng, Indo đã phơi áo trước Iraq với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà. Về cơ bản, thầy trò huấn luyện viên Sitejang đã có hiệp 1 đầy tích cực khi cầm hòa được đại diện Tây Á. Thế nhưng tấm thẻ đỏ của Jordi Amat đã biến mọi nỗ lực của tập thể xứ vạn đảo trở nên vô nghĩa. Và trận thua ngay tại chảo lửa Bung Karno đã đẩy Indonesia vào thế tương đối bất lợi. Theo đó, sau 5 trận đấu, khoảng cách giữa thầy trò Sitejang và Việt Nam hiện chỉ còn 1 điểm, trong khi hệ số bàn thắng bại của các bên là đều bằng nhau. Cập nhật vừa nêu khiến cho khán giả phải chờ đợi đến lượt cuối cùng mới biết được tập thể nào sẽ giành được tấm vé đến vòng loại thứ 3 World Cup. Cũng phải nói thêm rằng Iraq đã chắc chắn đi tiếp với 5 chiến thắng tuyệt đối, còn Philippines không thể thoát khỏi vị trí bét bảng do mới kiếm được duy nhất 1 điểm. Thế nhưng thái độ thi đấu của hai đội vừa nêu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của bảng đấu. Với cơ bản, Việt Nam sẽ lách qua khe cửa hẹp để đến với vòng loại thứ 3 World Cup khi hai trường hợp sau xảy ra. Ở viễn cảnh đầu tiên, một chiến thắng trước Iraq ở loạt trận cuối cùng sẽ mang về niềm vui cho thầy trò Kim Sang-sik nếu Indonesia hòa hoặc thua Philippines. Khi đó Việt Nam sẽ có trong tay 9 điểm, còn đại diện xứ vạn đảo ngậm ngùi đứng thứ 3 với 7 hoặc 8 điểm trong tay. Kịch bản kịch tính hơn thì kết quả hòa trước Iraq vẫn đủ để Việt Nam đi tiếp nếu Indonesia thất bại trong trận đấu cuối cùng. Khi đó, hai đội sẽ có cùng 7 điểm, nhưng niềm vui sẽ thuộc về Văn Toàn cùng các đồng đội do hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đây là chi tiết cực kỳ quan trọng, do trái với nhiều giải đấu khác, chỉ số phụ được ưu tiên ở vòng loại World Cup là chênh lệch bàn thắng, bàn thua, chứ không phải là kết quả đối đầu trực tiếp. Do vậy, Indonesia hoàn toàn có thể ôm hận vì bàn thua muộn ở cuộc đấu với Iraq vừa rồi. Thêm chi tiết quan trọng nữa cần nhắc đến, ở trong lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 tại bảng F sẽ không diễn ra trong cùng một thời điểm. Cụ thể là Indonesia đại chiến Philippines vào lúc 19:30 tối thứ 3, trong khi phải đến rạng sáng thứ 4 thì cuộc đấu giữa Iraq và Việt Nam mới diễn ra. Sự bất cập trên một phần là do chênh lệch múi giờ giữa các khu vực, nhưng cũng có thể coi là lợi thế với thầy trò Kim Sang-sik. Nguyên nhân là bởi việc ra sân khi biết được kết quả thi đấu của Indo sẽ giúp binh đoàn rồng vàng chọn ra đấu pháp hợp lý trước đối thủ mạnh Iraq. Tất nhiên, quyền tự quyết sẽ vẫn đang thuộc về Indonesia khi một kết quả có lợi tối thứ 3 sẽ làm mọi phân tích trong clip ngày hôm nay trở nên vô nghĩa. Hai chiến thắng liên tiếp trước đại kình địch Việt Nam đã giúp cho đội bóng xứ vạn đảo mở toang cơ hội đến vòng loại thứ 3 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Kể cả trận thua tại chảo lửa Bung Karno hôm thứ 5 cũng chẳng khiến nhuệ khí và tinh thần của thầy trò Sitejang giảm sút là mấy. Nguyên nhân là bởi Ragna Oramanguen cùng các chiến hữu hiểu rằng bản thân vẫn đang hơn Philippines về mặt trình độ cũng như danh tiếng. Không những vậy, đại diện xứ vạn đảo còn nắm lợi thế lớn khi được đá trận cuối cùng trên sân nhà. Và ai cũng hiểu được sức nóng mà các cổ động viên Indonesia mang đến là lớn như thế nào. Đây sẽ là động lực to lớn giúp Marcelino Ferdinand cùng các đồng đội thăng hoa hơn. Và chẳng khó để dự báo việc thầy trò Sitejang đánh phủ đầu đội bạn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng rất có thể đây sẽ là kịch bản có lợi cho Việt Nam
Nếu các cổ động viên phân tích kỹ những màn trình diễn của Philippines trên sân Mỹ Đình, hiểu ra cách đơn giản, chiến lược gia Tom Seifert đang xây dựng lối đá phòng ngự phản công với các mũi nhọn giàu tốc độ. Chỉ cần tích tắc mất tập trung, Indonesia hoàn toàn có thể bị trừng phạt nếu những máy chạy bên phía đối thủ tận dụng tốt thời cơ. Huấn luyện viên Sinteyong cần hiểu rằng Philippines hoàn toàn thoải mái về tâm lý, nhưng các cầu thủ lại rất khát khao thể hiện mình. Vì thế viễn cảnh Patrick Rysel hay một ngôi sao nào đó gieo sầu cho đại diện xứ vạn đảo chẳng phải là điều xa vời. Về cơ bản, Indo chỉ chắc chắn đi tiếp khi tiếng còi mãn cuộc vang lên nếu có trọn vẹn 3 điểm. Khi các kịch bản khác xảy ra, họ buộc lòng phải trở thành khán giả bất đắc dĩ của trận đại chiến giữa Việt Nam và Iraq. Cuộc đấu sinh tử diễn ra trên sân của đại diện Trung Đông vào lúc 1 giờ 30 phút sáng thứ tư ngày 12 tháng 6. Và rất nhiều fan sẽ thức để đồng hành cùng thầy chó huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chắc chắn chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhìn ra những điểm yếu của đội nhà ở chiến thắng tối qua. Và các buổi tập tới là lúc ông thầy 47 tuổi đưa ra sự điều chỉnh. Quan trọng hơn, hàng loạt tuyển thủ đã tìm được sự giải tỏa lớn với 3 điểm giành được tại Mỹ Đình. Ai cũng hiểu yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng trong thành công của binh đoàn Rồng Vàng. Nên người hâm mộ có thể mơ về viễn cảnh tốt đẹp khi đôi chân của Hoàng Đức hay là Quang Hải trở nên thanh thoát. Không chỉ vậy, sự trở lại của Việt Anh sau án trêu giò cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Rõ ràng giai đoạn tối tăm nhất đã đi qua và chưa biết chừng Việt Nam sẽ có được chiến thắng đầu tiên trước Iraq trong lịch sử. Thế nhưng không phải ngẫu nhiên mà đại diện Tây Á có kết quả đối đầu áp đảo binh đoàn Rồng Vàng ở những lần đối đầu trong quá khứ. Ngoài chênh lệch về chuyên môn, Iraq còn thường xuyên gặp may mắn khi đụng độ tập thể Đông Nam Á. Không ít lần Quang Hải và các đồng đội gục ngã ở những phút cuối trận, và đây chẳng phải kỷ niệm dễ chịu đối với các fan hâm mộ. Ngoài ra, việc thiếu vắng Văn Toàn do nhận đủ thẻ vàng cũng đã khiến cho tính toán của huấn luyện viên Kim Sang-sik phải thay đổi. Ai cũng thấy tiền đạo của Thép Xanh Nam Định đã bùng nổ ra sao trước Philippines, và nhiệm vụ của chiến lược gia Hàn Quốc là tìm ra phương án thay thế xứng tầm. Từ chung lại, đội tuyển Việt Nam cần có một chiến thắng để đời trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, kể cả khi cơ hội đi tiếp chấm dứt ngay trước khi bóng lăn ở trường hợp Indo thắng Philippines. Các fan hâm mộ vẫn muốn thấy binh đoàn Rồng Vàng ra sân cùng khí thế rực lửa. Còn trong trường hợp thầy trò Sinteyong không thể có trọn vẹn 3 điểm ở lượt đấu cuối cùng, chắc chắn đại chiến Iraq Việt Nam sẽ trở nên nóng bỏng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tất nhiên, ai đó sẽ nói về khả năng đại diện Tây Á không tung ra sân đội hình mạnh nhất do đã có vé đi tiếp. Thế nhưng trước lúc nghĩ đến khả năng có lợi trên, bản thân thầy trò Kim Sang-sik cũng phải chuẩn bị cho một trận đấu sinh tử cùng sự tập trung cao nhất. Ở góc độ tổng quát hơn, việc Việt Nam có thể lần thứ 2 lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup hay không không chỉ là một phần trong sự quan tâm của người hâm mộ đội tuyển. Sau thời gian thất vọng với cơn ác mộng huấn luyện viên Philippe Chuzier, các fan rất muốn thấy tinh thần máu lửa quay trở lại cùng những đấu pháp hợp lý hơn. Chỉ cần đáp ứng được kỳ vọng trên, niềm tin sẽ quay trở lại, kể cả trong trường hợp binh đoàn Rồng Vàng dừng bước ngay sau cuộc đấu tuần tới. Quan trọng hơn, một màn khởi đầu tốt cùng đội bóng mới sẽ là tiền đề để huấn luyện viên Kim Sang-sik mơ về chức vô địch ở giải đấu quan trọng nhất năm mang tên AFF Cup, hay giờ đã có cách gọi mới là Asian Cup vào cuối tháng 11.